Ở trong khi mà người xem phim mà người thấy là cô gái này nó đi cỡ nào, sờ quần áo tóc tai mà thấy chỗ nói chung là rất là điên. Mà thực ra là con nghĩ chắc là ngoài đời chứ không ai bắt được cái này đâu, không ai mà để vậy đâu. Nhưng mà trong phim này cô bé này nó là như vậy. Cây táo nở hoa lúc 21 giờ thứ hai đến thứ tư trên kênh Vie Giải Trí.